Xin kính chào quý ông bà anh chị em Hôm nay thứ năm sau Chủ nhật 28 thường niên năm A Kính mời quý ông bà anh chị em lắng nghe lời Chúa trong Luca chương 11 từ câu 47 đến câu 54 Khi ấy Đức Giêsu nói với mấy người thông luật rằng Khốn cho các người, các người xây lăng cho các ngôn sứ Nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì say lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng. Chúng sẽ giết người này lùng bắt người kia, như vậy thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đổ ra từ tàu thiên lập địa, từ máu ông Aben đến máu ông Zakaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các ông biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người hỡi những nhà thông luật, các người đã giấu chìa khóa của sự hiểu biết, các người đã không vào mà những kẻ muốn vào các người lại ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người pha ri bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều điều, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng. Đó là lời Chúa. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe tiếp tục một loạt những lời trách của Chúa Giêsu dành cho người Pha ri và luật sĩ về lối sống giả hình của họ nhưng có điểm đặc biệt trong đoàn tin mừng hôm nay là đầy bầu khí chết chóc và đòi nợ máu có nhiều khoản luật mà họ giữ cách khắc khe và bao nhiêu lần Chúa đến để nói ta kiện toàn lệ luật và có những lúc ngài trách mắng các luật sĩ và biệt phái Trích đoạn mà chúng ta vừa nghe là một trong những lần trách mắng đó của Chúa Giêsu đối với luật sĩ. Chúng ta thấy có hai điều Chúa trách mắng các luật sĩ hôm nay. Thứ nhất, họ đồng lõa với cha ông của họ mà giết các ngôn sứ và thứ hai là họ ngăn cản những người vào nước trời. Về phần thứ nhất, Họ đã đồng lõa với cha ông mà giết các ngôn sứ chúa nói. Khốn cho các người hỡi, các người đã xây lăng cho các ngôn sứ. Nhưng chính cha ông các người đã giết các vị ấy. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán. Ta sẽ sai thần khí và các tông đồ đến với chúng. Chúng giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy thế hệ này đã bị đòi nợ máu từ máu Aben cho đến máu ông Zakaria và tôi nói cho các người thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu ai trong chúng ta cũng biết Aben A là ai máu của Aben đổ ra do chính người anh của mình giết chết Cain đã ghen tức và giết chết em của mình là Aben và sự chết ở chắc ấy giữa anh em với nhau như thế nói đến đây chúng ta lại nhớ đến ngay lúc này đây hai anh em israel và palestine cũng đang chém giết nhau máu vẫn đổ ra máu người vô tội vẫn kêu thấu đến trời cao là con cái của cha trên trời chúng ta cầu nguyện cho các nền hòa bình được ngự trị trên vùng đất thánh này và điều thứ hai thưa anh chị em chúng ta cùng nhau chia sẻ cái điều thứ hai mà Chúa trách các nhà luật sĩ đấy là sự ngăn cản người ta muốn vào nước trời Chúa nói các người đã giấu các chìa khóa sự hiểu biết các người đã không muốn vào mà những kẻ muốn vào thì các người lại ngăn cản người do thái các luật sĩ coi trọng lệ luật điều đó tốt nhưng vì họ đã quá tỉ mỉ trong vấn đề giữ lệ luật nên họ đã gò bó và làm cho dân mất sức sống có thể là mất sự sống siêu nhiên luôn ví như trong dự lễ luật ngày sa bát họ kể ra những việc được làm những việc không được làm trong ngày sa bát cho nên một lần kia các tông đồ đi qua cánh đồng vì đói bụng nên bức dế lúa để vò vò lúa ăn đỡ đói nhưng cái hành động vò đấy đối với người luật sĩ không được cho nên như thế là đến trách mắt chúa trách mắng chúa tại sao môn đệ của ngài làm việc không được phép làm vậy và chúa giêsu đã trả lời con người làm chủ ngày sa bát luật sĩ ngăn cản những người đến với chúa người bệnh đến với chúa thì họ nói rằng đã có xấu ngày tại sao không đưa bệnh nhân đến những ngày đó được chữa lành mà lại đưa vào ngày xa bác hôm đó có một người đến với chúa Giêsu với cánh tay bị bại liệt các nhà thông luật thì theo dõi xem ngài có làm chữa lành cho người này trong ngày xa bác không biết ý định của họ chúa kéo người ấy ra giữa và hỏi tôi hỏi các người ngày xa bác được làm điều lành hay điều dữ ngày xa bác được cứu sống hay giết chết và họ không trả lời rồi lần khác Chúa rất gao hơn mà hỏi với họ rằng: Các người có bò bê vậy thì trong ngày Sa-bát nó có được uống hay không? Giả dạ như có một con bê rơi xuống giếng thì có kéo lên liền hay không? Hay là để qua ngày Sa-bát? Họ cũng không trả lời. Những câu hỏi dồn họ vào trong căn tường như thế, cho nên cứ ngày này qua ngày kia họ căm ghét Chúa Giêsu. Và lời Chúa hôm nay nhắc lại cho các kinh sư biệt phái ngày xưa thì cũng nhắc lại cho quý ông bà cũng như tôi hôm nay hãy xét lại xem trong cái cách giữ luật của mình có khắc khe quá không có làm cho ân sủng của chúa không chạy đến những người mà chúng ta có trách nhiệm để mà dạy dỗ họ không về vấn đề này chúng ta nhớ lại lời thánh phaolô đã dạy chúng ta luật thì giết chết tình yêu mới làm cho sống như hôm qua chúng ta chia sẻ luật cần nhưng phải có tình yêu hướng dẫn xin cho mỗi chúng ta biết đi trong giới luật yêu thương của chúa các con hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương các con và người ta cứ giấu đó mà nhận biết các con là môn đệ của thầy amen <laughs>